qua đó. Qua Đức Hòa đó. Ủa, lấy cái đó là chùm đó, lấy cái hình tao. Nhưng mà bệnh vi bào tử trùng thì tôi nhớ là năm 2015 á, là cái này được chụp từ năm 2015. Thì mọi người biết á, bệnh vi bào tử trùng nó là do cái ký sinh trùng nội bào ở trong đất hầu hết. Họ cũng biết cái bệnh này HP, và nếu có HP thì họ cũng không có nhập, không bán cho bố mẹ đâu. Thì khi đem về á, cái nguyên tắc trong trại giống là bằng ba loại thức ăn là cả ba con hầu dời con mực đều có cái mầm bệnh AHP. Thì mình thấy tới đó là thấy tôi chết rồi. Vậy bây giờ làm sao mà mình làm? Thứ nhất là kiểm soát dịch bệnh, rồi con SPF này kia. Những cái bệnh như bệnh thao ra, bệnh đầu vàng hay cái gì tôi thấy là hầu như cả bao giờ có. Ý khác NB gần như nó cũng không có gây tác hại gì. Đây là hệ thống lọc chống trước khi và nước đó, nếu mà nước đặt bụi trong chưa có đạt thì mình qua hệ thống đấy là nhiều rồi. Thì tôm giống chúng ta phải làm sao cho chọn được cái đàn tôm giống không nhiễm bệnh là chắc chắn rồi. Là thứ hai là phải đạt được cái đàn tôm giống này phải có sức, cái sức đề kháng tốt cũng như là sức độ tăng trưởng, cái tốc độ tăng trưởng nhanh. Vậy là vấn đề quan trọng nhất trong cái quy trình nuôi tôm vi sinh là chúng ta phải sử dụng vi sinh trong suốt quá trình nuôi và hoàn toàn không sử dụng kháng sinh. Thì vi sinh trong suốt thời gian vừa qua thì có rất là nhiều, hầu hết các công ty lớn và các công ty trung bình đã áp dụng cái phương pháp là ủ vi sinh. Ủ vi sinh sinh khói là mình lấy vi sinh ra mình ủ lên để mình... Ừ.